Điểm cho đội nhi một không. Em đó điểm cho đội nhi 2-0. Em có hai lớn điểm cho đội 7-1-2. Đội bé không ai lớn điểm cho đội 7-2-2. Điểm cho đội
Chiều 7. Nó chiều nay điểm cho đội 8 xíu. Ui. Em hòa đúng. Điểm cho đội 7 8. Các em không phải lớn, điểm cho đội 7 9 7. Viên không hài lưỡng, điểm cho đội 7, 12, 8, đội chi? Mày là sự thay đổi người. Mang tính chất thủ tục. Rồi ngồi sang điểm cho đội 13 8. Vế cái đẻ là gì vậy mày? Dưới mày dễ gặp nhiều vậy chưa? Mày thấy vàng à? Nhưng mà nói chuyện riêng đi. Xì hòa. Hề, dưới mày dọc bên bên này à. Tâm sự. Tâm sự. Hỏi hồi bạn. Gặp gặp nói chuyện riêng. Điểm cho đồ này. 14. Hả? Cái điểm đầu tiên má vô cũng đột càng lắm cũng vào cũng vào này bạn hai bốn tiền cũng đai đi cũng đeo cũng vào này nãy giờ ta là nghĩ nhiều lắm ui quá rồi quá sướng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và đại diện của đội 4 là đội 6 đang tập bài để đăng ký danh sách. Hey!
con điểm cho đội bảy anh ư 15 nhiêu 15 giỏi ghét hẳn nhìn 3-4-5 chữ thế nếu không có lưu điểm chất đầu 7 21 15 từ tiếng thiên hồ của chiến thiên hồ ý là nhịp he là he đó là một điều